Hình xăm Nhật cổ thu hút với sự tỉ mỉ và mỗi họa tiết như một tác phẩm nghệ thuật với nhiều chi tiết đa màu sắc, tạo nên sự độc đáo riêng biệt. Điều đặc biệt là sự tỉ mỉ từng dấu chấm nhỏ giúp cho hình xăm Nhật cổ giữ màu lâu hơn so với các loại hình xăm khác. Hình xăm Nhật cổ chứa đựng nhiều ý nghĩa đặc biệt cho người sở hữu, như mang lại may mắn, luôn hướng tới điều tích cực, mở ra tương lai rộng lớn và mở rộng giới hạn của con người, không giới hạn ở bất kỳ điều gì. Dưới đây là vài mẫu phun tay và chân anh em tham khảo nhé. Chẳng có nào để con trai vào quá đáng chung.